Ngày 14 tháng 12, Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng diễn ra tại nhà Quốc hội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu trên toàn quốc và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử vì đây là hội nghị đối ngoại toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, độc lập, tự cường và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc luôn là nguyên tắc bất biến, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ hoạt động. Ông cha ta luôn chú trọng hoạt động đối ngoại, tạo nên truyền thống và bản sắc rất độc đáo của nền ngoại giao và hoạt động đối ngoại Việt Nam, đầy hào khí, giàu tính nhân văn, hòa hiếu, trọng lẽ phải, công lý và chính nghĩa. Hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh. Tôi có ví ngoại giao của chúng ta là ngoại giao cây tre Việt Nam. Ở đây nói lên một cái nền ngoại giao thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Đó là mềm mại, khôn khéo nhưng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường trước mọi thử thách khó khăn, vì độc lập dân tộc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Đoàn kết nhân ái nhưng kiên quyết kiên trì bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, biết nhu, biết cương, biết thời, biết thế, biết mình, biết người, để biết tiến, biết thoái, tùy cơ ứng biến. Gửi hy vọng hội nghị lần này đánh dấu cột mốc mới, tạo chuyển biến mới trong công tác đối ngoại, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi quyết tâm xây dựng nền đối ngoại hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, trường phái ngoại giao cây tre Việt Nam. Trong báo cáo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh khẳng định, trong tổng thể các thành tựu của đất nước có sự đóng góp không nhỏ của đối ngoại và hội nhập quốc tế. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đặc biệt quan tâm, chủ động triển khai, đạt nhiều kết quả quan trọng, tích cực, toàn diện. Tại hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, trình bày tham luận về công tác đối ngoại quốc phòng trong triển khai thực hiện đường lối đối ngoại theo nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, trong những năm qua, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, công tác đối ngoại quốc phòng đã được Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt và hiệu quả trên cả bình diện song phương và đa phương. Quan hệ hợp tác quốc phòng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ rõ một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà công tác đối ngoại quốc phòng thời gian tới cần tập trung để góp phần cùng với đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đại diện ba trụ cột của đối ngoại Việt Nam là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân. Phát biểu của Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga thống nhất nhận định cần phát huy lợi thế riêng của mỗi lực lượng làm công tác đối ngoại, hướng tới xây dựng ngành ngoại giao toàn diện, hiện đại, đưa hoạt động đối ngoại nhân dân thích ứng linh hoạt trong tình hình mới.